Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. I'm
cho chúng ta những giây phút ngẫu hứng về tình yêu trái bóng tròn. Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, trưởng đoàn các đội bóng, lực lượng trọng tài, các vận động viên và toàn thể quý vị khán giả, tiếp nối thành công của giải bóng mini Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lần thứ nhất 2014. Giải bóng đá Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lần thứ hai 2015 là giải bóng đá mini nam truyền thống hàng năm dành cho những con người Quảng Ngãi xa quê đang sinh sống và học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh thường niên cũng như tạo điều kiện cho anh em giao lưu học hỏi, chia sẻ, kết nối tình đồng hương với nhau, đồng thời xây dựng cộng đồng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh và hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2015. Thông qua giải đấu chúng ta sẽ trao giải những suất học bổng cho những anh em, cho những sinh viên nghèo hiếu học tại tỉnh Quảng Ngãi đang học tập tại các trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá Đồng Hương Quảng Ngãi lần thứ hai 2015 tại sân vận động Chảo Lửa. Đó cũng chính là lý do của buổi khai mạc ngày hôm nay. Xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi khai mạc giải bóng đá Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lần thứ hai 2015 ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu về phía khách mời tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Toàn, phó tổng biên tập báo Thanh Niên. Về phía Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Ngọc Phương, đại tá, phó cục trưởng V28 Bộ Công an, phó chủ tịch Hội Đồng Hương. Giới thiệu ông Lê Văn Hỷ, tổng biên tập tạp chí Việt Nam Lyric Review. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Vương, công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Sáng Việt. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu nhà báo Quốc Vịnh, chủ tịch Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, trưởng ban tổ chức giải. Ông Huỳnh Hữu Thạch, phó ban tổ chức giải. Nguyễn Phú Trung, phó ban tổ chức giải. Về phía các đơn vị tài trợ gồm có các doanh nghiệp tài trợ vàng, câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi, công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Sáng Việt, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ Mắt Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây Hyundai Quảng Ngãi, đơn vị tài trợ bạc, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Gặp Ram, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hùng Dũng, công ty vận tải và dịch vụ lữ hành Việt Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn MTB Thương mại Thành Phát, Bia Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất Hương Lộc Phát. Đơn vị tài trợ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Đại Hưng, cơm thiện nguyện, công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu năng lượng và môi trường Sysdatma, babyshop123.vn, vận tải Gia Hân, công ty cổ phần thể thao ngôi sao Guerrero. Các cá nhân Đoàn Minh Tân, Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, Huỳnh Hưng cùng các lực lượng trọng tài, các vận động viên, cổ động viên và đặc biệt là sự góp mặt của các của đội bóng nghệ sĩ FC cũng có mặt đông đủ trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cảm ơn. Sau đây kính mời đại tá Huỳnh Ngọc Phương, phó cục trưởng V28 Bộ Công an, phó chủ tịch Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các vị trong ban tổ chức giải, các vị trong Hội Đồng Hương và tất cả các vận động viên có mặt trong buổi khai mạc thi đấu hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt cho ban chấp hành Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, tôi xin gửi đến quý đại biểu các anh chị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, sau thành công giải bóng đá kết nối tình đồng hương lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức lần thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh với mục đích tăng cường giao lưu, gặp gỡ, gắn kết tình đồng hương của con em Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh trong phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Mặt khác, thông qua giải đấu này chúng ta
có thể phát hiện và quy tụ những tài năng bóng đá cho Quảng Ngãi khi tham gia các giải bóng đá phong trào. Có thể nói, giải bóng đá kết nối đồng hương Quảng Ngãi được tổ chức hàng năm đã trở thành một hoạt động bổ ích, đầy ý nghĩa, thể hiện sự lớn mạnh trong phong trào thể dục thể thao của con em Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố. Tôi hy vọng rằng những giải đấu như thế này sẽ được luôn duy trì, tạo nét đẹp văn hóa truyền thống hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ hưởng ứng của các nhà tài trợ, sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các cầu thủ, các cổ động viên và những người con Quảng Ngãi. Thay mặt cho ban chấp hành hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các doanh nhân Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh, các quý vị đại biểu, các đơn vị cá nhân tài trợ cho giải đấu, hoan nghênh sự chuẩn bị của các đồng chí trong ban tổ chức, sự nhiệt tình tham gia của 32 đội bóng đá đến từ tỉnh nhà, sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Tôi cũng mong rằng các cầu thủ chúng ta tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Một lần nữa, kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá kết nối tình đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Xin trân trọng cảm ơn. Được sự kiện lần này, nhưng có gửi thư chúc mừng. Sau đây là thư chúc mừng của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Thư chúc mừng của Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kính gửi Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chân thành cảm ơn khi nhận được thư mời tham dự lễ khai mạc giải bóng đá kết nối đồng hương Quảng Ngãi lần thứ 2 2015 của Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời gian trên do bận công việc chung của cơ quan nên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh không thể sắp xếp đến tham dự được. Rất mong Hội đồng hương Quảng Ngãi, câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh, các cổ động viên và các vận động viên của 32 đội bóng thông cảm. Xin gửi đến các đồng chí, các anh chị em lời chúc sức khỏe, chúc bóng đá kết nối đồng hương Quảng Ngãi lần thứ 2 2015 thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, các anh chị em Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 2 Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá đầy ý nghĩa này với mục đích tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho con em Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế nữa, đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các đồng hương Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, động viên, khích lệ bà con quê hương Quảng Ngãi đoàn kết, nỗ lực học tập và làm việc, đóng góp công sức, trí tuệ và sự phát triển không ngừng cho thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang sinh sống mà còn cho quê hương Quảng Ngãi của chúng ta. Với nghĩa lớn lao và niềm tự hào của người con Quảng Ngãi, quê hương núi Ấn sông Trà, chúng tôi hy vọng rằng giải bóng đá kết nối đồng hương Quảng Ngãi lần thứ 2 2015 sẽ thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt trong lòng mỗi con người Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong cộng đồng nhân dân của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Một lần nữa, xin kính chúc anh chị của Hội đồng hương, tất cả bà con quê hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Đinh Thị Mông Minh, Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của phía lãnh đạo tỉnh nhà. Xin mời ông Nguyễn Bá Vương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ánh Sáng Việt, đại diện nhà tài trợ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức cùng các vị khách mời và 32 đội bóng, đặc biệt là cổ động viên của Hội đồng hương và những người con xa quê,
Tôi xin thay mặt nhà tài trợ và đặc biệt là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các nhà tài trợ tôi có điều kiện tham gia cùng đồng hành với giải bóng đá Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chúc tất cả các vị đại biểu trong các ban anh em trong ban tổ chức thì có sức khỏe, đặc biệt các anh em trong 32 đội bóng có một giải bóng thật thành công và các cầu thủ có những pha bóng thật đẹp và đá các fan line. Đặc biệt là xin chúc sức khỏe các tổ trọng tài và tổ trọng tài phải công tâm và giải đá kết nối thì cũng chúc sức khỏe các trọng tài. Xin cảm ơn. Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối, có bài hát nào không bắt nguồn từ lời ru của mẹ. Và mỗi con người ai cũng có một quê hương. Quảng Ngãi ơi ta thương ta nhớ nào nguôi, Quảng Ngãi ơi ta thương ta nhớ nào nguôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ được lắng nghe những giai điệu mượt mà của ca khúc Quảng Ngãi nhớ thương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tuấn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Nguyên Nhung. Đề nghị chúng ta cổ vũ một tràng pháo tay cổ vũ cho ca sĩ Nguyên Nhung. Tổ chức, nhà tài trợ và tất cả các bạn có mặt ở sân thi đấu ngày hôm nay được chúc sức khỏe. Còn những mơ trôi qua
Trần Quang Ngãi mà chắc có lẽ các bạn ai cũng biết. Và Nguyên Nhung có được một cái niềm vui là năm ngoái cũng tại đây cũng hát bài này và rất nhiều cảm xúc, nhưng lần này vẫn còn nhiều cảm xúc, vẫn có hơi hồi hộp. Và một nhạc phẩm nữa Nguyên Nhung xin gửi tất cả mọi người là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, một bài rất là dễ thương có tựa đề Lời Yêu Thương. Xin mời mọi người nghe. Trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cô miên nhiên đây trên vai em buồn trần, cho anh đôi mộng anh muốn được cùng em về vùng miền vắng mình rất sâu, nhưng mùa hè nhung nắng dưới bóng dừa là đơn sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từng có vô vọng trong lòng hoài lần đầu gặp. Gặp em trên phố anh ngất ngơ than thở như người ngủ mơ, chỉ một lần nhìn vào trong mắt anh đã cho em quên quên đi tất cả, anh muốn được cùng anh để được bình thản mình dần sâu, những ngày hay những năm dưới bóng đêm là lớn sẽ nói như em mãi, là những lời yêu thương đã từng lâu ôm ấp trong lòng hoài nghe nhộn nhịp. Về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cô miên nhiên đây trên vai em buồn trần, cho anh mơ mộng. Xin chào. Xin chào một tràng nữa cho ca sĩ Nguyên Nhung ạ. Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Nguyên Nhung với hai ca khúc rất hay vừa rồi, điều kiện cho giải đấu ngày càng bài bản và quy củ hơn, cũng như việc xây dựng không chỉ một sân chơi thể thao lành mạnh cho thanh niên Quảng Ngãi, mà còn thông qua đó là cầu nối thực hiện các hoạt động xã hội, thực hiện tinh thần tương thân tương ái và tình đồng hương sâu sắc. Giải bóng đá đồng hương Quảng Ngãi lần mùa giải năm nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cổ vũ và ủng hộ của các doanh nghiệp, các cá nhân và các mạnh thường quân. Sau đây, xin mời các đơn vị tài trợ có tên trong danh sách vui lòng tiến lên sân khấu để nhận hoa và thư từ ban tổ chức. Doanh nghiệp tài trợ vàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Sáng Việt, Viện Thẩm mỹ Mắt Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây Huyên Đai Quảng Ngãi. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương lên trao hoa và cảm ơn. Xin
Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ G Farm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hùng Dũng, Công ty vận tải và dịch vụ lữ hành Việt Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thương mại Thành Phát, Bia Dung Quốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Phú Trung, Phó Ban Tổ chức giải lên trao hoa và thư cảm ơn cho nhà tài trợ bạn. Sau khi những
mời các đội bóng nán lại dưới lát để nhận các phần quà từ các đơn vị tài trợ. Tôi tên Hoàng Trung Thức, là thành viên của đội bóng 76 Club. Thay mặt cho tất cả các thành viên của 32 đội bóng về tham gia giải Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lần 2. Xin nữa tham gia giải với tinh thần thể thao cao thượng, fair play. Chúc giải thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn anh Hình Văn Thức. Sau đây xin mời anh Vũ Thiên Trung đại diện cho tổ trọng tài tham gia giải lên tuyên thệ. Kính thưa ban tổ chức và toàn thể các cầu thủ và các cổ động viên, tôi thay mặt tổ trọng tài, lần đầu tiên tôi xin chúc các ban tổ chức và toàn thể 32 đội bóng và các cổ động viên lời chúc sức khỏe. Tôi xin hứa sẽ điều hành giải một cách công tâm và công bằng nhất, và xin chúc các cầu thủ
các cầu thủ có nhiều một mùa giải chơi fair play và thành công tốt đẹp. Xin hết ạ. Cuối lời xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, ban tổ chức, trưởng đoàn các đội bóng, lực lượng trọng tài, tất cả các vận động viên và toàn thể quý vị khán giả. Chúc giải bóng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi lần thứ 2 2015 diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây sẽ là trận đấu giao hữu giữa đội ban tổ chức giải bóng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi và đội nghệ sĩ FC. Sau trận đấu này sẽ là 16 trận đấu của vòng loại đầu tiên của giải bóng đá Hội Đồng Hương Quảng Ngãi. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, ban tổ chức, trưởng đoàn các đội bóng, lực lượng trọng tài, tất cả các vận động viên và toàn thể quý vị khán giả. Thì chúng ta sẽ bốc thăm tiến hành từ bảng A. Đây là trận đấu giao hữu của đội ban tổ chức và các nghệ sĩ. Như vậy là tiếng còi khai cuộc của trận đấu đầu tiên giải bóng đá Hội Đồng Hương thì Quảng Ngãi tại Sài Gòn đã bắt đầu. Năm ngoái thì ban tổ chức cũng tổ chức một giải đấu trận đấu giao quân của đội ban tổ chức và đội nghệ sĩ. Trong thành phần thi đấu của đội nghệ sĩ có cầu thủ mang áo số 6, đó là ca sĩ Tiến Dũng đến từ nhóm The Man. Trong khi đó thì trong đội hình của ban tổ chức có ông mang áo số 7 là ông Man Xuất Dài. Với tính chất của một trận cầu trình diễn thì hy vọng rằng cao thủ ở trong sân sẽ cống hiến đến tất cả quý khán giả một trận cầu thật thay ở trong chiều ngày này. Một cơ hội dành cho nghệ sĩ không được. Vừa rồi là pha chạm bóng của nhạc sĩ Nguyễn Mai Trung. Rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của nghệ sĩ đang góp mặt ở trong câu này. Rất khéo. Cú chạm bóng vừa rồi là của ca sĩ Lê. Với tính chất của một trận cầu giao hữu nên trước khi bắt đầu trận cầu ngày hôm nay thì nhà cái uy tín của Việt Nam, nhà cái Huy Lam Cường cũng đã đưa ra kèo dự đoán đồng minh ở trên này. Còn kèo tài xỉu cũng là rất cởi mở, 4 chai đến 5 chai rưỡi. Vị trí đang chơi rất tự tin. Và đây là phản công dành cho ca thủ đội chúng ta. Không được, với con wow. Đó là đòn hồi má thương và đã có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Ban tổ chức giải đã có bàn thắng đầu tiên ở trên trận đấu. Người đã ghi bàn là Minh Chí. Lúc này thì Chí đang là tên áo cắm của câu lạc bộ Vàng. Đội của ban tổ chức đang thi đấu theo kiểu phòng thủ hoàn công. Họ nhường cho đối phương kiểm soát bóng. Hồng Trang, Minh Chí, căng ngang.
Như vậy có lẽ đã có một pha ogre. Tỷ số của tranh cầu ở trong đồ khai mạc được nâng lên 2-0. Người đã có pha chạm bóng cuối cùng bên phía đội Quảng Ngãi là Hồng Trang. Đội nghệ sĩ Charity là câu lạc bộ cũng đã vừa có được một chiếc cúp địch cách đây ít tuần. Đó là chiếc cúp địch đầu tiên của họ. Vẫn còn đối mặt. Như vậy tỷ số của trận đấu đều rút ngắn xuống còn 1-2. Và đối mặt của cầu thủ mặc áo số 77 đó là ca sĩ Phạm Trường. Có lẽ tại là một đá phong trào thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có giải Đồng Hương Quảng Ngãi mới có một trận cầu với nhiều ngôi sao ca sĩ nhà sĩ nổi tiếng như thế này. Tiến xuống sẽ thêm một đợt phản công nữa và lại là Phạm Chí không được. Lúc này thì cánh trái vẫn đang là nơi mà chỗ chín đang hoạt động. Quý khán giả đang theo dõi trận đấu giao hữu và đây là trận đấu đầu tiên trong khổ của giải bóng đá Quảng Ngãi Cup 2015. Năm nay thì giải bóng đá Đông Hương Quảng Ngãi có sự xuất hiện rất nhiều. Như vậy tỷ số của trận đấu được sang bàn 2-2. Vừa rồi là pha ghi bàn của ca sĩ Lê Anh ngay ở bên phần sân nhà. 2-2. Rõ ràng là nhà cái Huy Lam Cường đã không sai khi đưa ra kèo đồng minh và kèo tài xỉu rất cao ở trên này. Lê Anh. Các nghệ sĩ áo trắng đang cho thấy mình không chỉ hát hay, sáng tác tốt. Vâng rồi. Lại là Lê Anh. Ca sĩ Lê Anh đang chơi rất thăng hoa. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2. Không biết có phải là kèo tuồng hay không, chúng ta còn phải chờ xem. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều. Đúng là một trận cầu cống hiến của cả hai câu lạc bộ Charity và đội bóng của Quảng Ngãi FC. Quý lưu thật. Bóng với trung sân. Bách bóng lên. Vẫn là Hữu Thạch. Năm nay thì ông Huỳnh Hữu Thạch tiếp tục là có màn rút quá dài, không được. Vẫn đang là cầu thủ Quảng Ngãi. Rất thoáng. Đối mặt. Như vậy tỷ số của trận đấu được Quân Bình 3-2. Một tình huống sút bóng chéo góc của Văn Thuận. Năm nay thì Văn Thuận cùng với Hữu Thạch là hai cầu thủ đá thấp ở phía dưới theo sơ đồ hình vuông của đội bóng chủ nhà. Văn Trung. Quả chuyền tốt của Phạm Trường. Quả trống đá bị bên lại ở châu thú vừa rồi. Lúc này thì kết quả bốc thăm ở lượt trận đầu tiên đã được diễn ra. Ngay trước khi trận đấu giao hữu này kết thúc thì một loạt trận đấu ở lượt trận giao quân toàn thể 32 đội bóng sẽ được diễn ra khắp các mặt sân của sân Châu Lửa. Năm ngoái thì chiếc cúp vô địch của giải đấu đã thuộc về câu lạc bộ The Boy. Lần lấy bóng dành cho Charity. Những trận bóng vừa rồi là của Nguyễn Văn Trung. Hữu Thạch. Nguyễn Văn Thuận. Đội hình của câu lạc bộ Charity đã dồn hết về phía sân nhà để tổ chức phòng thủ chặt chẽ.
Lúc này thì bên phía câu lạc bộ Charity FC thì người đang đóng vai trò của một người chia bày vẫn đang là Lê Anh. Lê Anh đã có một bàn thắng đẹp mắt khi anh đã sút bóng ngay ở phần sân nhà và đã làm cho lưới của Quảng Ngãi rung lên. Vậy còn có rất ít khoảng trống ở trong thủ đô vừa rồi. Đều phải công nhận dành cho các cầu thủ Quảng Ngãi. Có đến 3 cầu thủ áo vàng trong pha bóng tấn công này. Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của kênh Chém Gió TV. Trận cầu giữa hai câu lạc bộ Quảng Ngãi và đội bóng nghệ sĩ Charity FC. Lúc này tỷ số trận đấu trong hiệp 1 đang là 3-0. Tình huống phạm lỗi của ca sĩ Lê Anh. Như vậy thì lúc này bên phía đội bóng Quảng Ngãi họ đã tung vào sân Vân Lo. Quý Văn Thuận. Một pha đánh gót điều nghệ của Hữu Thành. Rất tốt. Đối mặt. Một động tác xử lý kỹ thuật. Rất tiếc là tình huống trả bóng cuối cùng của Chí bóng đá không đi vào gôn. Ban tổ chức cũng xin nhờ chúng tôi thông báo là mời đại diện của đội bóng Bắc Phong tới ban zone để ban tổ chức gặp có việc cần. Lúc này thì hai đội sau khi đã có đến 6 bàn thắng thì cả hai đang chơi thận trọng và chơi theo kiểu lai dai. Không phải là cả hai đội không muốn chơi nhanh để tìm kiếm bàn thắng mà thế lực của cả hai đang có phần suy giảm. Quả chuyền tốt của nghệ sĩ Văn Trung. Lúc này thì Huyền Đỗ Thạch đã được đô lên đài phía trên. Quảng ơi, chạy chạy, vào rồi. Các thủ Quảng Ngãi lên tiếp theo vươn lên trên trước. Và vừa rồi là bàn thắng của ông phó ban tổ chức giải.